kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đường ruột khỏe là bí quyết duy trì cơ thể và tâm trí khỏe. Hệ tiêu hóa vận hành thích hợp rất cần thiết cho sức khỏe toàn diện của bạn. Phần lớn mọi người thậm chí không ý thức rằng có gì đó không ổn xảy ra với vi khuẩn đường ruột của họ. Do đó họ không được điều trị kịp thời. Nhận biết dấu hiệu của đường ruột không khỏe sẽ giúp bạn nhận biết và tìm ra vấn đề tốt hơn. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cụ thể với những thông tin được đăng tải trên trang báo điện tử vietnamnet.vn. Các vấn đề tiêu hóa, đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy hay tiêu hóa bất thường là những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng mất cân bằng vi khuẩn đường ruột. Do vi khuẩn đường ruột hoạt động để tiêu hóa và phân giải thức ăn, việc giải phóng khí trong quá trình này là hoàn toàn bình thường. Nhưng tình trạng quá nhiều khí gây đầy hơi nặng, chướng bụng và ợ có thể do bộ máy tiêu hóa mất cân bằng. Quá nhiều khí sẽ tích tụ trong đường tiêu hóa do phân giải thức ăn kém và bị lên men do vi khuẩn trong ruột già, nơi sinh ra khí. Thiếu hụt vitamin và khoáng chất. Nhiệm vụ chính của hệ tiêu hóa là phân giải thực phẩm bạn ăn và cung cấp dưỡng chất cho tất cả tế bào trong cơ thể. Những dưỡng chất này được tế bào sử dụng cho quá trình lớn lên, hồi phục và cung cấp năng lượng. Khi quá trình tiêu hóa không hiệu quả do mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, sự hấp thụ dưỡng chất của cơ thể bị suy yếu. Theo thời gian, điều này có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng. Những thiếu hụt thông thường do đường ruột không khỏe mạnh bao gồm thiếu hụt hàm lượng vitamin D, K, B12, B7, magie. Khó giảm cân. Những người bị thừa cân hoặc béo phì có mức độ cân bằng vi khuẩn đường ruột khác so với người sở hữu cân nặng khỏe mạnh. Trên thực tế, các chuyên gia tin rằng sự cân bằng của hệ vi sinh mà bạn có lúc chào đời sẽ quyết định cân nặng của bạn trong suốt cuộc đời. Số lượng lớn vi sinh vật gây hại trong ruột non có thể phá vỡ khả năng hấp thụ chất béo, khoáng chất và vitamin. Khi cơ thể không thể tiêu hóa và hấp thu chất béo một cách bình thường, bạn sẽ thực sự tăng cân. Các vấn đề về da. Trên thực tế, các chuyên gia đã xác định trục đường ruột, não bộ, da giúp lý giải đường ruột khỏe mạnh ảnh hưởng tới khả năng viêm khắp cơ thể, trong đó có làn da như thế nào. Tình trạng viêm có liên quan tới nhiều bệnh về da khác nhau, đặc biệt là mụn trứng cá và bệnh vẩy nến. Hệ vi sinh đường ruột và tính chất toàn vẹn của bản thân đường tiêu hóa là các yếu tố góp phần vào quá trình sinh mụn. Hơi thở có mùi. Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột có thể dẫn tới sự gia tăng vi khuẩn gây hại trong miệng và hậu quả là hơi thở thiếu thơm tho. Dạng hơi thở bốc mùi này rất khó điều trị bằng nước súc miệng hay thông qua duy trì vệ sinh đường miệng hợp lý. Các vấn đề về tâm trạng. Vi khuẩn gây hại trong đường ruột sản sinh ra độc tố có thể di chuyển tới não thông qua máu. Những độc tố này phá vỡ chu trình sản sinh serotonin và những chất dẫn truyền thần kinh khác trong não, tác động tiêu cực tới tâm trạng của bạn. Ngoài ra, 70% hoặc hơn 70% hàm lượng serotonin trong cơ thể bắt nguồn từ đường ruột và các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng tới hàm lượng serotonin trong ruột và gây ra hàng loạt tác động đến sức khỏe. Khó ngủ. Đường ruột lưu trữ và điều hòa serotonin, một chất truyền dẫn thần kinh thiết yếu, đóng vai trò then chốt trong việc khởi phát và điều chỉnh mô thức ngủ. Đường ruột không khỏe mạnh đồng nghĩa với việc mất cân bằng serotonin, dẫn tới chứng mất ngủ hoặc gặp khó khăn để ngủ. Trên thực tế, hệ vi sinh đường ruột cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ thông qua việc thay đổi nhịp điệu ngày đêm và thay đổi chu kỳ ngủ thức của cơ thể. Tình trạng viêm liên quan đến bệnh tự miễn. Sức khỏe đường ruột cũng liên quan tới các bệnh tự miễn như thấp khớp, bệnh Crohn và lupus ban đỏ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người bị thấp khớp có rất nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn có tên là Copri trong đường ruột so với những người không bị bệnh. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hiện diện của Copri liên quan tới việc mất đi những lợi khuẩn trong đường ruột, hậu quả là sự tiếp nối của những triệu chứng khác hay những căn bệnh khác. Quý vị và các bạn thân mến, 6 nhóm thực phẩm vàng tốt cho sức khỏe đường ruột sẽ là nội dung đáng chú ý trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào, tạm biệt.